Okay, ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបដូរ Remote Desktop នៅក្នុង Windows XP និង Windows 7 តោះនេះបាទទី 1 យើងត្រូវពិនិត្យមើល Port Remote Desktop ជាមុនសិនថាតើ Default Port របស់ Remote Desktop មានលេខប៉ុន្មាន ចឹង Default Port នេះគឺលេខ 3389 តោះនេះបាទបន្តមកយើងទៅបើក Survey Remote Desktop ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាពីម៉ាស៊ីនមួយទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមួយទៀត Okay, ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលអនុវត្តសិន ខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រ 3 គ្រឿងកុំព្យូទ័រ PC 1 កុំព្យូទ័រ PC 2 និង Windows 7 អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលកុំព្យូទ័រ PC 2 ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ ໂອເຄອຶຈັ່ງລະນີ້ຂ້ອຍຈະປາມເຖົ່າການໄຣຄິດໂຕເລືອກໄມຄອມພິວເຕີຂ້ອຍຍໍປໍພິທີຂ້ອຍຍໍຣີໂມດຫາກຂ້ອຍທິກຕ້ອງໄລຣີໂມດເດເດສະທອບຕໍ່ຂ້ອຍຍໍໂອເຄບາດຫາຍຍໍຍໍໄລຍາ IP ຈັ່ງເມື່ອ IP ໂອເຄຈັ່ງຄອມພິວເຕີເລຂ 1 ນີ້ IP ເລຂ 109.7.7.70ຈັ່ງລະເລຂໂຈສະຕາດຍໍຍໍຣັງຍໍຊີເອັມດີຈັ່ງຍໍພິງຟໍເຕສພິງໃນການ109.7.7.7.70ຄືຍໍພິງໃນການຄອມພິວເຕີເລຂ 2 ສູ່ຈຳລາຍສະກອລອັດຄືມັນຖ້າວີອັດສະກອລເດລະປຽດຖ້າຣີຄວາຍທາມເອົາຕອນນີ້ກະໄລນັ້ນບາດຈັ່ງຍໍຈູມາກັນຄອມພິວເຕີເລຂ 2 ໄວ້ ខ្ញុំដោយសារកុំព្យូទ័រលេខ 2វិញខ្ញុំដោយសារកុំព្យូទ័រលេខ 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 2វិ
ຕອນນີ້ກະລະນັ້ນບາອັນນີ້ខ្ញុំປາປາກະມັນຫນ່ວຍໄດ້ມີຊື່ຖ້າ MISTIC ຈັ່ງໂຈ start ຂ້ອຍຍໍ run ບາຈັ່ງໃນຕອນກະລະນີ້ຍໍໄວກະມັນຫນ່ວຍຊື່ຖ້າ MISTIC ຕອນນີ້ບາໃຫ້ຂ້ອຍ OK ຈັ່ງກະລະນີ້ເວບັງຫາຍໄປຖ້າ remote desktop ຫຼືຫນ່ວຍຂ້ອຍຈົດຕໍ່ລະ start all program ຂ້ອຍຍໍ accessory ຂ້ອຍຍໍ communication ຂ້ອຍຍໍ remote desktop ໂດຍຄືນີ້ບາຍັງໂຈຕາມນາກະບານໄດ້ສະຈັດ But I'm not learning why IP robot computer TP, Kumaroy Kaibun Pearl, Chuck Prambai, Chuck Prambun, Chuck Piroy Ha, has up, but him check your connect. But you are very young Pong Kerry, meaning that computer PC, Monica Pong to a car remote desktop computer PCP, and mean IP late Maroy Kaibun Pearl, Chuck Prambai, Chuck Mon Chuck Lake, Piroy Ha, Tony Lenin Bang. Okay. Chang a learning him chop down to a car plap rope horn look computer like P. Never bad. ខ្ញុំ ចូល ប្រើ robot បាទ យើង មើល មេរៀន របស់ យើង ទៀត ចឹង ដើម្បី ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្រូ port យើង អាច ចូល ទៅ ក្នុង read edit បាទ យើង ចង់ read edit បន្ទាប់ មក យើង ចូល ចង់ ចំណុច a key local machine your system your concurrent control set your control your pick terminal service server your win station your odp tcp ឥឡូវ យើង ធ្វើ ការ modify ឬ កែ change port នៅ ត្រង់ port number ឡើយនេះ បាទ បន្ទាប់ មក យើង ធ្វើ ការ កំណត់ port ថ្មី បាទ ឥឡូវ នេះ យើង ចាប់ អនុវត្ត ខ្ញុំ ចូល លើ computer PCP ខ្ញុំ ចុច លើ run ខ្ញុំ វាយ command regedit បាទ regedit បាទ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ចូល ក្នុង key local machine បាទ ថា ខ្ញុំ យក system ខ្ញុំ យក current control set ខ្ញុំ យក control ហើយ ខ្ញុំ យក ពាក្យ terminal ទី មក ក្រោម មក ឡើយ មាន ពាក្យ terminal server ហើយ នៅ terminal server នេះ វា មាន ពាក្យ ថា win station ក្នុង win station មាន ពាក្យ ថា odp tcp ចឹង ចុច ខាង ស្ដាំ ដៃ ឡាយ ណា មួយ ក៏ បាន ដែរ ខ្ញុំ វាយ អក្សរ p បាទ វា load មក កាន នៅ ខាង ក្រោម រក មើល ពាក្យ ថា port number ហើយ default port number វា គឺ 3389 ចឹង ខ្ញុំ ចុច លើ វា 2 ដង អានេះ វា hexadecimal 3389 ស្មើនឹង d 3d ចឹង ខ្ញុំ យក decimal វិញ មក បាទ ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ ប្រដៅ port លេខ ទៅ លេខ ផ្សេង ចឹង ខ្ញុំ ប្រដៅ ទៅ លេខ ណា ក៏ បាន ដែរ តែ ចាំ port នឹង ផង បាទ អត់ ទេ ឡើយ ខ្ញុំ បដូរ មក លេខ 168 លេខ 9 យក ឧទាហរណ៍ តន 168 លេខ 9 ហើយ ខ្ញុំ អូខេ
chẳng phóng thử cả phát đồ hỏi toàn đấy bạn hãy nhầm bớt nhầm refresh chẳng là lấy nhầm cho một căn computer PC mối nhầm thử cả remote desktop mà đoàn tiệt nhầm remote nè nhầm pin tới căn IP mà rồi càng bớt bởi môn pram chẳng mơ nè reply score thông mà ra chẳng là lấy ní nhầm chấp đoàn thử cả remote tới căn IP mà đoàn tiệt bà khiêm dược remote ok vì chỗ chẳng đời xa cái này dưỡng ở toàn bàn thưa cả restart computer PC lịch pi nhưng mới mấy nhóm màn pro hay đời xa lấy nhóm lọt off muối bà rưu mô nhóm lọt off computer ok hình lọc in vĩnh ok chẳng là nhóm chập ra cho tập tiêm tốt phò mà đoàn tiết nâng rịch đi lại nắng ok P mà phò nằm bớt tâm trời hai bạn chẳng là nhóm cho mà căn công tơ lịch muối thuốc ca remote mà đoàn tiết chẳng là ní bên đây cho đá chẳng là lấy nhóm thuốc ca restart computer mà tạm đoàn đời sáng ní bên đây lơ viêm về chẳng nhóm restart computer muối xong rung trang tích bạn chẳng nhau gặp phong là thua ca restart computer bạn chẳng lấy cho ra mà cho một căn computer PC mới thua ca remote mà đoàn tiết nét khi hạt châu đeo bạn ấy lấy mấy nhóm pin được can IP mà đoàn tiết rồi ca ưu bớt bởi muốn muốn lịch ra lịch ra sắp ra score thông ra tay bây nhóm remote được can IP nâng cứ nhóm remote ở châu đi toàn đây bạn chẳng lúc ta là nhóm vay chạch pi bà vay chạch pi thì mất nhóm vay pop đi pop đi cái lệch mà rồi học bằng bấy lệch bằng buôn là nhóm màn phá đồ thamay nô toàn đây bạn nhóm vô connect ok chẳng rong trang đi tới chẳng vì ở score tiết bà nè chẳng bởi sao dương vay chơi chẳng ở score tiết dương cho mà căn computer lịch pi dương cho tầm mưu firewall bà nè trang lại firewall ok chẳng là trang firewall lại ní vì miền lãnh port remote desktop mùa dương edit viết chẳng vì nó on tròn chám port viết cứ xàm bay bài bằng buồn toàn đây bà bởi sân dương chén dương chén đọc bằng bay bằng buồn mà rồi học bằng bay lại bằng buồn ok ní port và rưu mô cái nhóm ai chờ add port thăm ấy mà dương dương nét bởi dương chạy lưu với bị đó anh ấy dự port rồi về rưu mô dương add port thăm ấy ta mà đón ok chúng ta remote dòng tới đã port remote đã chung mô đã tới new remote và mình toa mắc lại đã port lên đọc mà rồi học bằng bay lên bằng buồn mà thì sẽ ok chắc nhầm mình port mùi tiền hai bàn hùng nắng rưu mô nhầm bị đít nhầm cứ miền này nế ok mà mình new remote mùi tiền dương remote cứ port dương lệnh này nế ok chắc nhầm ok nhầm refresh bà nhầm cho mà căn công tờ lệnh mối nhầm thua ca cần lệnh mà đoàn tiền nét khinh châu lại bà toán vì châu thò mà nè chẳng bởi sân chia lại đi bởi sân mà dương mình bạc phải với mùi bởi dương mình chẳng add port tới dương còn thể bật file vào tới chỉ ca sạc ta bởi dương mình chẳng bật file vào tới nhưng thể add port lại sắp sân lại đi toán đây bà ok lên cho Windows 7 nhằm thôi mở mùi tiết Windows 7 ít nhằm chọc ra em châu được nông Richard Deed bà châu Richard Deed ok yes a key local machine system current control set control terminal và giờ terminal server và ta mới dành cho win station dành cho odp check hàng đi mũi lại na các bạn và so p máu dành cho port number port number hoặc mở port number ok này port number default với cứ sam bay ba phần bay được này chân chạy lừa về p đòn máu chúng tôi từ lấy màn ok lấy tôi từ lấy cái này pi pon đọc pi cho thầy nhé chúng tôi từ lấy pi pon đọc pi cho năm pi pon đọc pi dương mà chẳng cần phải nhắm màn đồ port chẳng hỏi chúng xong bật và khi bật hỏi khi chúng cho ra chỗ từ mở ip và ip công tơ này lên màn và dùng cho local recognition detail chân IP lấy chân bờ nè bạn nè rồi cài ứng bờ chân bờ chân muốn chân lấy chân bờ và chân một tao mà tiếp em cho tôi trang lại firewall cái lâu cho firewall và firewall chạy CPL chân em cho nó firewall bao Windows 7 và một tao mà tiếp em biết thường
window firewall on or off bar. Okay, chẳng lẽ nhập bật chào đâu, nhập bật firewall chào đâu mà có mọi viên miền cả bài nhạc cho ra. Bật bật toàn mà tiếc nhập bằng remote desktop nhập bằng computer, dự property. Okay, nên nhập bằng remote sitting. Bà hãy nhập thích trang lại nhập alo, bà alo connection hay ok. Bà nhập bật, bật toàn mong cho lời computer lịch mũi nhằm thực hiện ping và nhằm ping thực hiện rồi lịch trình per tối và lịch trình per và chắc nhằm ping thực hiện Windows 7 score tham gia cái mà lấy nhằm bài remote thực hiện Windows 7 lịch trình per ở chỗ này bạn ấy khi ở chỗ này bạn chắc lại ní nhằm đã chạy phí hoặc đưa phí phong đọc đọc phí và phí phong đọc phí giờ khả năng mà đang tiết khi ở chỗ này bạn toán chẳng nơi bây giờ dân thuộc cao phát đồ phó remote desktop mình đã dân dân đăng chẳng nơi bây giờ remote dân mà dân bác phó remote cái đó chẳng nè đã tới gặp lại thuộc cao remote bàn đi bố vi score đã phó 3-3-4 đi ok chẳng lấy tại tôi nâng mê riêng là phát đồ phó remote desktop rồi bà mình chọc